Chương 10. Kế đó, Chúa chọn 70 môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài, đến các thành, các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. Ngài phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì chúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Hãy đi, này ta sai các ngươi đi khác nào như chiên con ở giữa bầy muông sói. Đừng đem túi, bao, giày và đừng chào ai dọc đường. Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng, cầu sự bình an cho nhà này. Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ giáng cho họ, bằng không sẽ trở về các ngươi. Hãy ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng đi nhà này sang nhà khác. Hễ các ngươi vào thành nào mà người ta tiếp rước, hãy ăn đồ họ sẽ dọn cho, hãy chứa kẻ bệnh ở đó, và nói với họ rằng, nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi. Xong hễ các ngươi vào thành nào, họ không tiếp rước, hãy đi ra ngoài chợ, mà nói rằng, đối với các ngươi, chúng ta cũng phủi bụi của thành các ngươi đã dính chân chúng ta, nhưng phải biết nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi rồi. Ta phán cùng các ngươi, đến ngày cuối cùng, thành Sodom sẽ chịu nhẹ hơn thành này. Khốn cho mày thành Corazin, khốn cho mày thành Bethsaida, vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Tyre và thành Sidon, thì hai thành ấy đã mặc áo gai và đội cho mà ăn năn từ lâu rồi. Vậy đến ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon sẽ chịu nhẹ hơn bay. Còn mày, thành Capernaum, mày sẽ được nhắc lên tận trời sao? Không, sẽ bị hạ xuống tới dưới âm phủ. Ai nghe các ngươi, ấy là nghe ta, ai bỏ các ngươi, ấy là bỏ ta. Còn ai bỏ ta, ấy là bỏ đấng đã sai ta. 70 môn đồ trở về cách vui vẻ thưa rằng, lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỷ cũng phục chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, ta đã thấy quỷ Sa-tăng từ trời xa xuống như chớp. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới trơn, không gì làm hại các ngươi được. Dầu vậy, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Cũng giờ đó, Đức Chúa Giê-xu nức lòng bởi Đức Thánh Linh bèn nói rằng, lạy Cha là Chúa trời đất, tôi ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay. Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Cha ta đã giao mọi sự cho ta, ngoài Cha không ai biết con là ai. Ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không có ai biết Cha là ai. Đoạn, Ngài xây lại cùng môn đồ mà phán riêng rằng, phước cho mắt nào được thấy đều các ngươi thấy. Vì ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri và vua chúa ước ao thấy đều các ngươi thấy, mà chẳng từng thấy. Ước ao nghe đều các ngươi nghe, mà chẳng từng nghe. Bây giờ một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giê-xu rằng, thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng, trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Xong thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán rằng, có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại, lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi dịt lại, đoạn cho cưỡi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai denier đưa cho chủ quán dặn rằng, hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng, ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đi, làm theo như vậy. Khi Đức Chúa Giê-xu cùng các môn đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Ma-ri,
ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Và Ma-thê mảng lo về việc vặt, đến thưa Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.